Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá nhiều băng nhóm chuyên giàn cảnh móc túi người đi đường. Thời gian qua trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra các vụ giàn cảnh và quẹt xe để móc túi người đi đường. Phòng Cảnh sát Hình sự đã lên chuyên án phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đấu tranh phá rã các băng nhóm này. Qua điều tra các đối tượng thường đi thành nhóm từ 6 đến 10 tên, có cả nam lẫn nữ, có sự phân chia nhiệm vụ cụ thể như giả vờ va quẹt xe, xô đẩy, gây phân tâm cho nạn nhân, trực tiếp móc túi và cảnh giới, cản địa. Địa điểm mà các nhóm thường gây án là giao lộ chờ đèn đỏ. Để tránh bị kiểm tra phát hiện, chúng thường đổi phương tiện liên tục. 8 giờ 35 phút ngày 7 tháng 4, ông Lưu Quốc, 63 tuổi, quốc tịch Anh, chạy xe máy đến góc ngã ba Nguyễn Biểu, Cao Đạt, quận 5, bị một nhóm thanh niên chặn đầu xe, giả vờ tạo ra cảnh va quẹt Nhóm này áp sát trộm của nạn nhân một chiếc điện thoại 1,5 triệu đồng và 300 đô la Mỹ. Theo điều tra từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, nhóm này đã liên tục thực hiện 8 vụ giàn cảnh móc túi. Hiện phòng cảnh sát hình sự đã triệt phá 4 băng nhóm giàn cảnh móc túi trên đường.